rằng sự khác biệt về trình độ giữa tuyển Nhật Bản với các đội như Malaysia, Việt Nam ngày càng nhỏ hơn. Chúng tôi đã chạm trán tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 và thắng 1-0. Tôi cảm thấy rằng điều đó sẽ dễ dàng nếu đây là cách đây 7-8 năm trước, còn bây giờ mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Đó là những lời phát biểu tưởng chừng rất khách sáo đến từ trung vệ đội trưởng Yoshida sau trận thắng tối thiểu 1-0 trước Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019. Trận đấu mà cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh khi đó đã có một bàn thắng không được công nhận vì VAR. Người Nhật họ vốn khiêm tốn và thích nói lời dễ nghe, thế nên người nghe xong cũng đâu đó gật gù và tự công nhận. Trình độ của bóng đá Việt Nam đã tiệm cận đến nhóm đầu châu lục rồi đấy. Nhật Bản ứng cử viên vô địch, đội đã vào đến trận chung kết, phải nhọc nhằn lắm mới thắng nổi Việt Nam đấy. Nhưng sự thôi miên của ngôn từ có lúc tàn phá thật khủng khiếp. Chúng tạo ra những ảo tưởng không đáng có về sức mạnh thật sự của một đội bóng, mà có lẽ ở châu Á lúc này, Nhật Bản số 2, không ai số 1. Nhật Bản xếp hạng 1 châu Á, hạng 28 thế giới, họ đã có 6 lần liên tiếp gần đây tham dự World Cup, trong đó có 3 lần lọt vào vòng 1/8 vào những năm 2002, 2010 và 2018. Nhật Bản đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch AFC Asian Cup, 5 lần giành giải thưởng đội tuyển quốc gia châu Á, xuất sắc nhất. Những con số thống kê này dường như là vô nghĩa nếu cái tên được nhắc đến là Nhật Bản. Tại Asian Cup 2019, độ tuổi trung bình của đội tuyển Nhật Bản là 27,5. Đội bóng có biệt danh là Samurai Xanh là sự kết hợp của 3 lứa cầu thủ được đặt nhiều niềm tin bởi giống mô điệu Nhật Bản gồm những cựu binh như Yuto Nagatomo, Meiya Yoshida kết hợp với những cái tên đang vào độ chín của sự nghiệp như Genki Haraguchi, Gaku Shibasaki, Yuya Yosako, Yoshinori Muto và lớp tài năng trẻ đáng ngưỡng mộ Takumi Minamino, Ritsu Đoàn. Thế nhưng, Nhật Bản năm đó không mang đến thứ bóng đá kỹ thuật, cống hiến cùng di sản Nakamura để lại ở đấu trường Asian Cup trước đó mà họ chấp nhận hứng chịu không ít chỉ trích về lối chơi nghèo nàn và thực dụng. Nhưng, Nhật Bản đến với giải đấu này sau cú sốc bị bỉ loại ở World Cup 2018 khi đã dẫn trước đến 2 bàn mà vẫn bị lội ngược dòng. Moriyasu thay ông Nishino và quyết định biến Nhật Bản thành con tắc kè hoa chính hiệu. Họ không hoa mỹ đá đẹp mà thay vào đó là rình rập, thích ứng trong từng hoàn cảnh cụ thể, xấu xí về chiến thuật nhưng hiệu quả trong tỷ số. Đó cũng là tinh thần Kaizen trong bóng đá đó chứ. Cải tiến liên tục, thay đổi để tốt hơn. Takumi Minamino hay Ritsu Đoàn khi đó đều còn non nớt cho đẳng cấp đội tuyển quốc gia. Họ cũng không có những Susuke Nakamura, Keiji Tamada hay là Alex mang đậm tinh hoa bản sắc của Zico để kết dính toàn đội. Nhưng người Nhật đáng sợ ở chỗ các nòng súng trong tay áo của họ sẽ tung đòn bắn tỉa bất cứ lúc nào. Vẫn mang phong cách đó, họ biến bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á thành cuộc dạo chơi không hơn không kém. Thắng cả thầy 8 trận, ghi 46 bàn và thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn. Hàng công mạnh nhất giải, hàng thủ chắc nhất giải, đó là Nhật Bản. Vậy Nhật Bản hiện tại mạnh như thế nào? Khung gỗ tuyển Nhật có 4 cái tên thủ môn đáng lưu tâm. Trong vị trí quen thuộc trong khung gỗ vẫn là thủ thành đã có 93 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, Eiji Kawashima. Tuy đã gần 40 tuổi nhưng Kawashima hiện tại vẫn đang là trụ cột của câu lạc bộ Strasbourg ALC tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Trong 4 người gác đền chỉ có mỗi Suchi Gonda đang thi đấu tại J-League, còn lại đều đang chinh chiến ở châu Âu. Phương án dự phòng hoàn hảo nhất của Kawashima là Daniel Smith, thủ thành có 2 dòng máu Nhật Mỹ và đang bắt chính cho câu lạc bộ Shinchunen của mình. Để làm nên hàng thủ vững chắc nhất hiện tại của tuyển Nhật thì công sức đóng góp của đội trưởng Yoshida là rất lớn. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng với lối chơi điềm tĩnh là điểm mạnh của trung vệ có 8 năm gắn bó với Southampton và là lá chắn thép hoàn hảo trước khung thành của tuyển Nhật. Meiya Yoshida sinh năm 1988 cùng lứa với dàn cầu thủ nổi bật của bóng đá Nhật Bản như Yuto Nagatomo, Shinji Kagawa, Shinji Ozakazaki và Keisuke Honda. Nhưng Yoshida vẫn luôn là cái tên được tin dùng bất chấp bối cảnh tuyển Nhật Bản đang thay máu và các đồng nghiệp cùng trang lứa của mình đánh mất phong độ. Không chỉ sở hữu chuyên môn đáng nể, Yoshida là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển Nhật Bản, là người mà huấn luyện viên Hajime Moriyasu tin tưởng nhất để trao tấm bằng đội trưởng. Bề dày kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống tốt của Yoshida kết hợp cùng sức trẻ của Tomiyasu giúp hàng phòng ngự đang giúp Nhật Bản cực kỳ chắc chắn. Tomiyasu là cái tên nổi lên thời gian gần đây tại Serie A trong màu áo Bologna. Cặp trung vệ một trẻ trung một kinh nghiệm đều cùng sở hữu chiều cao khủng gần 1m9, rất lợi hại trong những pha tấn công bóng bổng mà tuyển Việt Nam đã được nếm mùi lợi hại tại Asian Cup. Bản thân Yoshida cũng từng đánh giá rất cao về người đồng đội trẻ. Ở tuổi 20 nhưng cậu ấy đã ghi bàn và chơi tập trung ở vị trí trung vệ trong cả trận. Khi bằng tuổi cậu ấy, tôi không chơi tốt được như thế. Tránh cặp trung vệ đá tảng, nếu các đối thủ của Nhật muốn sử dụng những miếng đánh biên thì nhiệm vụ này cũng chẳng hề dễ dàng khi phải đụng độ hai cái tên Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo, những hậu vệ cánh hàng đầu châu Á.
Cựu đội trưởng Inter Milan Chuto Nagatomo có thể không nổi bật ở khoản chiều cao khi anh chỉ có 1m7, nhưng người Nhật nhỏ bé này là con ong chăm chỉ hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, là người có thể hy sinh vì đội bóng như tiền đạo Mauro Icardi đã miêu tả. Còn Javier Zanetti chỉ dùng hai tính từ để mô tả về Chuto: khiêm tốn và chuyên nghiệp. Đã 34 tuổi nhưng Nagatomo vẫn là niềm cảm hứng rất lớn của đội bóng xứ mặt trời mọc. Trong quãng thời gian chuyển đến Marseille, Nagatomo hội ngộ người đồng đội trẻ tuổi trên tuyển quốc gia là Hiroki Sakai, người chiếm giữ hành lang phải. Hàng phòng ngự của Nhật Bản quả thực rất mạnh. Chính tiền vệ Wataru Endo cũng từng lên tiếng cho rằng chìa khóa giúp tuyển Samurai thành công ở hiện tại chính là sức mạnh từ hàng phòng ngự. Họ có những lão tướng đầy kinh nghiệm kết hợp cùng những tài năng trẻ đang ở độ tuổi nở rộ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Gaku Shibasaki và Wataru Endo có thể kém nổi danh hơn, nhưng cả hai là những chiếc chìa khóa ở giữa sân giúp Nhật Bản đạt được mục đích trong khâu triển khai thế trận như mong muốn. Những cầu thủ này không bao giờ nôn nóng, họ che chắn cho hàng phòng ngự, giữ cự ly và hầu như chỉ tiêu hoàn toàn mọi nguy cơ lên bóng nguy hiểm từ phía đối thủ. Triết lý mà huấn luyện viên áp dụng lên đội bóng là cứ việc để đối thủ giữ bóng, nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bóng cứ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân và cách chơi phòng ngự đó sẽ khiến đối thủ chịu không ít ức chế. Wataru Endo hiện tại đang chơi tại Bundesliga trong màu áo của Stuttgart, còn Shibasaki từng khoác áo Getafe ở La Liga, hiện đang thuộc biên chế của Leganés. Đây đều là những cái tên thay thế xứng đáng sau khi huyền thoại Makoto Hasebe giải nghệ sau World Cup 2018. Rất nhiều cầu thủ Nhật gây dựng được tiếng tăm của mình tại Bundesliga. Ở vị trí những tiền vệ công sáng tạo, Daichi Kamada, người đang thi đấu trong màu áo của Frankfurt, nổi lên là chân truyền vô cùng nổi bật. Kamada từng khiến pháo thủ ôm hận với một cú đúp trong vòng 10 phút ngay trên đất Anh, hay cú hat-trick vào lưới đương kim vô địch Áo Red Bull Salzburg trong khuôn khổ Europa League. Tiền vệ sinh năm 1996 được người hâm mộ Nhật Bản so sánh với người đàn anh Shinji Kagawa, nhưng so với người đàn anh từng khoác áo Man United thì Kamada thậm chí còn có phần toàn diện hơn nhiều. Chiều cao ấn tượng, thể hình tốt, không ngán những pha tranh chấp tay đôi, đồng thời vẫn sở hữu phẩm chất kỹ thuật đặc trưng nhạy bén của người Nhật. Vai trò của một cầu thủ số 10 chơi tự do đó là Takefusa Kubo. Để nói về Kubo, Tomaka cho biết Real thật sự thu về một món hời khi cuỗm tiền vệ người Nhật Bản từ chính Barca. Họ còn tiếc nuối trong nhiều năm nữa vì để mất Kubo về tay của Real. Đây là sai lầm mà câu lạc bộ như Barca không thể phạm được. Thần đồng người Nhật từ khi được Real cho đi du học ở các câu lạc bộ đã cho thấy sự tiến bộ qua từng ngày. Kubo cũng chính là cái tên đang gây điên đảo tại môn bóng đá nam Thế vận hội Olympic 2021. Bóng đá Nhật Bản chuẩn bị kỹ cho kỳ Thế vận hội trên sân nhà. Kubo là một trong những sự chuẩn bị đó, và Kubo cũng sẽ là món vũ khí bất ngờ của tuyển quốc gia Nhật Bản tại vòng loại thứ 3. Tỏa sáng cùng với Kubo tại Olympic 2021, ngoài Kubo ra thì còn có Ritsu Doan. Cầu thủ này khiến cổ động viên Việt nhớ mãi với bàn thắng vào lưới Văn Lâm trên chấm 11m. Sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng nền tảng thể lực dồi dào, cầu thủ có biệt danh Vương Miện Hoàng Tộc là ngôi sao mai sáng chói của bóng đá Nhật Bản. Ngoài ra, Ryotaro Messino cũng là một cái tên đáng quan tâm. Cầu thủ từng gây ấn tượng mạnh khi hy sinh suất đá chính ở câu lạc bộ Scotland Hearts để cùng U23 Nhật Bản bước vào chiến dịch U23 châu Á tại Thái Lan. Nổi bật nhất trên hàng công của tuyển Nhật Bản chính là Takumi Minamino. Minh Anh đã ghi đến 8 bàn tại vòng loại thứ 2 vừa rồi. Trận nào ra sân anh cũng sẽ đều ghi bàn. Một phong độ cực kỳ khủng khiếp được duy trì trong suốt hành trình kéo dài từ năm 2019. Đẳng cấp của Minamino có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Mùa giải 2020-2021, Minamino đã có tổng cộng 27 lần ra sân và ghi được 6 bàn thắng cho hai câu lạc bộ tại Premier League, tính trên mọi đấu trường. Sát cánh với Minamino trên hàng công là Yuya Osako, người cũng đã có 8 bàn tại vòng loại vừa qua, chỉ kém mỗi Minamino. Tiền đạo 31 tuổi hiện đang chơi cho câu lạc bộ Werder Bremen. Các phương án dự phòng cũng vô cùng chất lượng như Anayu, tiền đạo trẻ sinh năm 1995, trong ngày được trao cơ hội đá cao nhất trên hàng công trước Kyrgyzstan, đã tỏa sáng khi ghi 3 bàn chỉ trong 6 phút. Musashi Suzuki sau nhiều mùa giải chơi bóng tại giải vô địch J-League cũng đang thể hiện mình ở giải vô địch quốc gia Bỉ, và còn có cả lão tướng Shinji Okazaki, người đang đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển nước này. Trên đây là tổng quan về đội tuyển Nhật Bản rất mạnh, đối thủ của tuyển Việt Nam chúng ta tại vòng loại World Cup sắp tới. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam mới chỉ 3 lần chạm trán Nhật Bản ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng đáng tiếc chúng ta đã thua đến cả 3 lần. Dù cho Olympic Việt Nam đã từng có lần vượt qua Olympic Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ ASEAN 2018 thì chênh lệch vẫn rất lớn. Với sức trẻ và đang ở độ tuổi sung mãn nhất từ các ngôi sao chinh chiến khắp trời Âu cùng những lão tướng dày dặn kinh nghiệm, kiếm được một điểm trước tuyển Nhật sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng được dịp đối đầu với những ngôi sao thượng hạng ở đẳng cấp châu lục như Nhật Bản thì đó chính là cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chứng tỏ mình. Khoảng cách về đẳng cấp chỉ được rút ngắn nếu chúng ta dám bơi ra biển lớn.